Nam mô Tăng Sa Bồ Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Đa Sa. Nam mô Tăng Sa Bồ Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Đa Sa. Nam mô Tăng Sa Bồ Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Đa Sa. Hôm qua đến phần nào rồi nhỉ? Đến cái phần này đây, tiếp tục phần này nhá. Sariputta, sáng lễ Phật nghe tôn giả Asachi đọc một câu kệ nhìn giác ngộ xin xuất gia theo Phật. Tôn giả Asachi này là vị nào có biết không? Vị Asachi này, vị này đi xuất gia từ lúc nào? Vị này là cái trước là đệ tử của Asachi này. Cái vị này là một trong năm cái vị mà đã tu cùng với Đức Phật ấy. Một trong năm anh em kiểu Trần Như đấy. Vị này là nhỏ nhất Asachi. Nhóm Kiều Trần Như là lớn nhất. Thế cái vị này là cũng xuất gia rất là sớm, là một trong những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Nhưng mà cái vị này, cái lúc em đang đi du hành, mà lúc mà Đức Phật nói là mỗi người hãy đi trên một con đường đấy, thì cái vị này là cái người độ được sáng Đức Phật. Cái vị này chỉ đi khất thực, đang đi trên đường, và đi với một cái dáng rất là khoan thai, nhẹ nhàng. Bởi vì cái lúc này vị này đã chứng quả A-la-hán rồi, cho nên là trong cái vị này rất là các cái căn nó rất là thanh tịnh, nó rất là an nhiên tự tại. Và ngày sáng lễ Phật thì cũng là một cái người đang đi trên cái con đường đi tầm đạo, cứ ở đâu nghe có một cái vị nào, vị thầy nào nổi tiếng thì đến học, và lúc này đang theo một cái vị thầy, nhưng mà vị thầy này cái chi kiến thì thấp. Vậy một hôm đang đi thì nhìn thấy ngài Asachi. Asachi đang đi khất thực, ngày sáng lễ Phật thì đi theo, cho đến khi cái vị này em ngồi xuống gốc cây này và thọ thực xong, ăn xong cái bát vẫn còn bên cạnh, em ngày sáng lễ Phật mới đến hỏi thưa ngài, ngài tu pháp môn gì, ai là thầy của ngài và thầy của ngài giảng dạy những gì. Thì vị Asachi này mới nói là ta tu theo Đức Phật Thế Tôn, và ta thì cũng mới xuất gia, chưa có học được cái pháp của Đức Thế Tôn được bao nhiêu, nhưng mà ta cái giáo pháp mà thầy của ta dạy, ta nó chỉ ngắn gọn ở trong hai cái câu, đó là các pháp do nhân duyên mà sinh, các pháp do nhân duyên mà diệt. Tức là cái giáo pháp nó cô đọng ở trong như thế. Tức là lúc đấy Đức Phật mới thành đạo, cho nên Đức Phật chưa có giảng pháp nhiều. Lúc đấy các vị tỷ kheo có đi du hóa, nhưng mà cũng chưa có được nghe pháp nhiều, cho nên là cái sự thuyết pháp nó vẫn còn rất là hạn chế, và chỉ nói được những cái pháp rất là cô đọng, rất là thâm sâu như vậy. Nhưng mà ngày sáng lễ Phật nghe xong cái câu nói đấy, giác ngộ chân lý, chứng được sơ quả ngay lập tức. Ngay sau khi mà nghe được cái câu nói các pháp tùy do nhân duyên mà sinh, các pháp do nhân duyên mà diệt, chỉ có mỗi nghe mỗi câu nói vậy mà giác ngộ. Bao nhiêu người nghe câu nói đấy hôm nay giác ngộ. Thì lúc này ngài sáng lễ Phật liền chứng sức quả và đảnh lễ ngài Asachi và trở về. Và lúc ấy ngài sáng lễ Phật một kiền niên là hai đôi bạn rất là thân. Ngài sáng lễ Phật vừa mới đi về đến nơi thì ngài một cái niên chưa biết chuyện gì, nhưng mà thấy ngài sáng lễ Phật hôm nay thấy là một con người rất là khác, nó khác hẳn những ngày thường. Bởi vì khi mà một người đã giác ngộ chứng được sơ quả thôi là trông nó đã rất là khác với người thường, và những cái người thân ở bên cạnh biết là người này có cái sự thay đổi gì đó. Và lúc đấy ngài một cái niên mới nói hôm nay hiện giả đã thấy được cái pháp gì chăng, cho nên các căn nó rất là thanh tịnh, trông hiện giả trông rất là khác thường. Xong là
cái sáng niệm Phật thì là hôm nay ta đã nghe được một cái pháp bất tử, một cái pháp rất là thâm sâu. Và thế nghe được pháp gì hãy nói lại cho đệ huynh, sư huynh nghe được nói gì thì nói lại cho đệ. Lúc đấy ngài sáng niệm Phật mới nói rằng là hôm nay ta gặp một vị thầy là đệ tử của Đức Thế Tôn, và giáo pháp của vị ấy nên là cái giáo pháp là các pháp do nhân duyên mà sinh, các pháp do nhân duyên mà diệt. Ngài Mục Kiền Liên nghe xong câu đấy cũng giác ngộ ngay lập tức, cũng chứng sơ quả. Ngài Mục Kiền nghe một cái câu nói rất đơn giản như vậy mà đã cũng chứng được sơ quả, và cả hai vị này em bắt đầu tức tốc đi lên đường để tìm đến xin quy y Đức Phật. Và lúc đấy thì hai vị này đang theo một cái vị thầy, cái vị thầy thì có rất đông đệ tử, và hai vị này bắt đầu khuyên vị thầy là chúng ta hãy đi gặp Đức Thế Tôn, chúng ta hãy nên quy y và nên tu tập dưới sự chỉ dẫn của một vị giác ngộ, một vị có những cái giáo pháp rất là thâm sâu, rất cao siêu. Và hai học trò vừa mới nghe thấy cái giáo pháp đấy đã khai mở được tâm trí, vậy nên là khuyên thầy và hãy cho tất cả đồ chúng đến quy y với Đức Phật và học pháp với vị Phật giác ngộ đấy. Nhưng mà cái vị thầy mới nói rằng là cái giáo pháp đấy công nhận là nó rất là thâm sâu và nó rất là cao siêu, vậy liệu mấy trên thế gian này mấy người hiểu được cái pháp đấy. Và ngài Sáng Đệ Phật bảo đúng là trên thế gian này chỉ những cái bậc có trí tuệ mới hiểu được cái pháp đó, còn những người trí tuệ thấp không thể hiểu được. Và cái vị thầy mới hỏi là thế ta hỏi ngươi, ở thế gian này cái người trí tuệ nhiều hay là cái người ngu nhiều? Sáng Đệ Phật bảo cái người ngu nhiều hơn. Và cái vị thầy bảo là thế thì ông và những người có trí tuệ hãy đi đến làm thầy, làm đệ tử của Sa Môn Gotama đi, còn những người là ngu thì sẽ làm đệ tử của tôi, và tôi sẽ có đông đệ tử hơn luôn Sa Môn Gotama, tôi chỉ cần thế là được. Và Sáng Lễ Phất không thể thuyết phục được ông thầy mà ra đi. Thì lúc đấy đi theo ngày Sáng Lễ Phất cũng có một số đệ tử, một số vị bạn đạo, và đi theo ngày Mục Kiền Liên cũng có một số nữa, hay là cùng đi đến gặp Đức Phật và quy y và làm đệ tử của Đức Phật. Và sau này thì ngài Sáng Lễ Phất lúc nào ngài cũng tri ân cái vị thầy A Sa Di, luôn luôn ghi nhớ, cho nên là hàng ngày mỗi khi mà tưởng nhớ đến cái vị thầy A Sa Di này thì ngài Sáng Lễ Phất cứ biết là cái vị thầy này nằm ở đâu, ở một cái phương nào, thì ngài Sáng Lễ Phất ngài thường hướng về cái phương đấy để đảnh lễ, để đảnh lễ. Hiệu vị mỗi người ở một nơi khác rất là xa xôi, nhưng mà ngài Sáng Lễ Phất ngài luôn luôn hướng thầy cái vị này, cái người khai mở cái đạo nhãn cho mình là vị A Sa Di này, nên vị ở đây mình sẽ phải hướng về đấy để đảnh lễ, hoặc là đêm vẫn nằm ngủ thì phải hướng cái đầu về đấy, nhưng mà không bao giờ quay cái chân về đấy. Với một cái lòng tri ân sâu sắc một người mà đã khai mở cho mình tìm được cái con đường chánh pháp, và ngày Sáng Lễ Phất trở thành đệ tử của trí tuệ đệ nhất, là một bậc thượng thụ thanh văn. Ngày Mục Kiền Liên thì là một bậc có thần thông đệ nhất, cũng là một bậc thượng thụ thanh văn. Đấy là cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật. Hoàng hậu Khe Ma tự kiêu về sắc đẹp của mình, Đức Phật dùng phương tiện giáo hóa khiến cho bà giác ngộ, về sau bà xuất gia trở thành một vị thánh ni của trí tuệ đệ nhất. Đấy, bên chư tăng thì có ngài Sáng Lễ Phất là một cái vị đệ tử có trí tuệ đệ nhất, bên đệ tử nữ thì có Hoàng hậu Khe Ma. Và Hoàng hậu Khe Ma thì được nghe danh Đức Phật từ rất là lâu rồi, nhưng mà bà không bao giờ chịu đi thành lễ Đức Phật. Vô Thần Bà Sa Na thì khi Đức Phật về và giảng pháp thì Vô Thần Bà Sa Na đã chứng được sơ quả Diệu Niêu, chứng được sơ quả và dâng cúng cái vườn trung lâm cho Đức Phật. Nhưng mà khi mà bà Vô Thần Bà Sa Na rất là chăm chỉ nghe pháp, hàng ngày thường đến để đảnh lễ Phật và nghe pháp. Khi nghe pháp xong thì về thường hay nói lại với Hoàng hậu Khe Ma nghe, hôm nay được đảnh lễ Đức Phật và Đức Phật giảng cái pháp như thế này
Đức Phật thường hay giảng cái pháp là thân con người là nhơ nhớp, là ô uế, là hôn tanh, là bất tịnh, đấy là giả tạm, là vô thường, là rỗng không, là vô ngã, là không có chắc chắn, không có bền vững, không có lâu dài, đấy, không có đáng ưa nên nhàm chán nên yếm đi. Đấy, những cái pháp như vậy thì khiến cho bà Hoàng hậu Khai Ma này bà rất là khó chịu. Mà bản thân con người là trong sạch, là xinh đẹp, là cao quý, là tốt đẹp như thế này mà lại bảo là thân con người là ô uế bất tịnh thì bà không có chấp nhận cái tư tưởng này, cho nên là không có bao giờ bà chịu đi gặp Đức Phật hết. Vì bà nghĩ rằng là bà là một người rất là đẹp ở trong cái đất nước đây và luôn luôn tự hào về cái sắc đẹp của mình. Thế rồi vua này thì ông ấy cũng là một cái người, ông ấy đã được nếm cái vị ngọt của giáo pháp, tức là ông ấy là một người đã giác ngộ, cho nên là ông có cái niềm tin bất động và niềm tin tuyệt đối vào cái giáo pháp cao quý của Đức Phật. Và ông nghĩ là cái giáo pháp này nó rất là có lợi ích, nó rất là quý giá, và ông yêu quý ai thì ông muốn cho người đó cũng được hưởng cái giáo pháp cao quý như mình. Biết là trên thế gian này không còn một cái gì tốt đẹp hơn, cao thượng hơn là cái giáo pháp này. Bởi vì ông đã chứng sơ quả nên ông ấy nên thể nhập được cái điều đấy. Ông tin tưởng tuyệt đối vào cái điều đó. Và ông yêu quý cái bà Hoàng hậu này, cho nên ông cũng muốn chia sẻ cái giáo pháp này đến cái bà Hoàng hậu này. Bằng cách ông phải cảm hóa bằng này, bà này bằng được. Bằng cái cách nào ông về nhà hay là ông ca ngợi cái vườn trúc, nó có rất nhiều những cái cảnh đẹp ở trong cái vườn ngự uyển, là cái vườn trúc lâm, nó ca ngợi cái cảnh đẹp của nó, khiến cho bà Hoàng hậu này bà mới cũng tò mò và không biết là có cái gì ở đấy mà ngày nào vua về cũng khen ngợi cái vườn trúc lâm là nó có nhiều cái cảnh huy hoàng đẹp đẽ. Thì hôm nay ta phải đi vào trong vườn ngự uyển, vườn trúc lâm để dạo chơi chứ không có nói như gặp Phật. Bà Hoàng hậu đấy bà mới muốn tò mò, mình biết xem đấy có gì nên bà xin đi theo tiếp thì cùng. Thì khi mà đi nên xa giá đi thì ông vua ông đi thẳng đến chỗ cái cung điện của Đức Phật luôn, thẳng đến cái tịnh xá này, cái nơi mà Đức Phật đang ngự vào đảnh lễ Phật, và cho bà Hoàng hậu ấy đến để nghe pháp. Thì bà này bắt buộc miễn cưỡng phải vào đảnh lễ Phật. Và lúc đấy Đức Phật biết được cái tâm của bà này ngã mạn, cho nên là đi biến ra một cái người, cái bà mà đang ngã gục này. Thì Đức Phật dùng thần thông biến ra một cái cô gái rất là đẹp, đẹp như một cô tiên, đẹp hơn, tức là có một cái sắc đẹp vượt trội cái sắc đẹp của bà Hoàng hậu Khai Ma, và đang ngồi quạt cho Đức Phật. Có ba cô gái đang ngồi quạt cho Đức Phật. Cái cô ngồi bên này là một người có nhan sắc đẹp. Và khi bà Hoàng hậu Khai Ma bà nhìn thấy có một người sao mà đẹp lạ lùng, đẹp hơn mình như vậy, thì cái lòng tự kiêu về sắc đẹp của bà ấy nó bắt đầu nó không còn nữa, hết cái lòng tự kiêu, nghĩ rằng sẽ vẫn còn có người đẹp hơn mình, cho nên bà giảm bớt cái tâm ngã mạn và bà có cái tâm cung kính nó mới khởi lên. Bà mới quỳ gối và chẳng để trách tay đảnh lễ Đức Phật để nghe Đức Phật giảng pháp. Thì Đức Phật vẫn cứ giảng những cái pháp tuần tự, nói những cái pháp. Cái pháp bao giờ Đức Phật cũng phải tuần tự nói, thứ nhất là nói những cái pháp về nghiệp thiện và nghiệp ác, nên là ai mà làm nghiệp thiện thì sẽ được hưởng cái an vui, ai làm nghiệp bất thiện thì chịu cái khổ đau, ai làm nghiệp thiện thì sau khi chết cái cõi này sinh về cái cõi thiện thú thiên giới, cõi đời này, ai làm nghiệp ác thì sau khi chết phải đọa xuống cõi địa ngục khổ đau. Đấy là thuận thứ nói pháp như vậy để cho người ta tin là có cái nghiệp thiện, có nghiệp ác, có cái cõi khổ, có cái cõi an vui. Sau đó người mới tuyên thuyết đến các cái sự thật, đến các cái chân lý rằng là còn có sinh thì còn phải có già, có bệnh, có chết, có nỗi khổ về thân, có nỗi khổ về tâm, và còn có phiền não thì còn có khổ đau, dứt được phiền não thì hết khổ đau. Con đường để dứt được phiền não là phải có tri kiến, thấy biết sự thật. Đấy là cái tuần tự nói cái pháp như thật như vậy. Đức Phật vừa giảng pháp vừa dùng cái thần thông khiến cho một cái cô gái rất đẹp, nó cứ từ từ biến thành bà già, từ một cái người trẻ cứ dần dần già đi, già đi, già đi, xong rồi gục xuống đây chết ngay tại tại chỗ này, chết ngay tại trước mặt bà Hoàng hậu Khai Ma.
Phật vẫn cứ dùng thần thông khiến cho cái nhan sắc của cái cô này càng cái lúc càng hủy hoại, tan rã dần dần, nhưng không còn cái gì nữa. Đến khi mà trông thấy rất là ghê gớm, thì bà Hoàng hậu Khe Ma này lúc đấy bà mới sực tỉnh, đúng là thân con người thật sự là vô thường, như Đức Phật đã giảng, thật sự là giả tạo, thật sự là hôi thối, thật sự là bất tịnh, thật sự là ô uế, thật sự là không có thể làm chủ được, không có vững bền, không có lâu dài. Lúc đấy bà giác ngộ ra được cái sự thật, đó là không có cái gì là của ta, không có cái gì là tự ngã của ta. Thì khi mà bà hiểu ra được như vậy một cái thì bà chứng ngộ được chân lý, bà chứng được tứ đạo tứ quả luôn, trở thành một vị A-la-hán ngay lập tức. Cái lúc mà nghe xong bài pháp trở thành một vị A-la-hán. Thì lúc đấy, cái lúc bà trở thành một vị A-la-hán rồi, bà mới thật sự có cái tâm cung kính và chắp tay đảnh lễ Đức Phật. Còn lúc trước là bà không có lễ, bà ngồi đấy thì ngồi, không có tâm phục, tâm của bà không có kính phục, cho nên bà không có thành tâm đảnh lễ Phật. Mà khi bà bị đắc quả A-la-hán rồi thì lúc đấy cái tâm của bà mới thật sự là có cái lòng cung kính tận tâm, lúc đấy bà chắp tay quỳ gối đảnh lễ Đức Phật sát đất. Thì ông vua Thần Bà Cha Na ông mới rất là hoan hỷ, ông mừng, ông bảo đúng là cái niềm vui của ta đó là cái lần mà cưới được Hoàng hậu Khe Ma, và hôm nay có một cái niềm vui thứ hai là thấy Hoàng hậu đảnh lễ Đức Phật, và ta rất là vui mừng. Thì ngay lúc đấy Đức Phật thông báo cho vua Tần Bà Sa Na biết rằng là cô Hoàng hậu này đã chứng được đạo quả A-la-hán. Nếu mà ở tại gia thì trong ngày hôm nay cô sẽ niết bàn, còn nếu đi xuất gia thì sẽ sống được đến trọn đời. Thế là vua Tần Bà Sa Na ngay theo sau một niềm vui là một nỗi buồn phải chia ly. Nhưng mà vậy vẫn còn hơn là bà nhập niết bàn thì từ nay không thấy bạn nhau nữa. Nên là vua quyết định cho cô này đi tu. Đi tu thì mà trở thành một cái người đệ tử có trí tuệ đệ nhất, là giống như là bên tăng này có ngày sáng nhận Phật, bên ni thì có tỳ kheo ni Khe Ma, cái vị đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật. Nghe pháp xong là đắc đạo. Thời Đức Phật đa số là thế. Đa số mọi người thì cứ chỉ nghe pháp xong là chứng đắc đạo quả. Đức Phật quan sát cái căn cơ nhân duyên, biết được cái người nào chỉ cần nghe pháp là đắc đạo thì Đức Phật sẽ thuyết pháp cho vị đó. Còn cái vị nào cần phải tu tập mới đắc đạo thì Đức Phật sẽ cho một cái đề mục để tu tập. Mà thường thường những cái thời Đức Phật mà cho một cái đề tài tu thì Đức Phật chỉ cho đúng cái mà vị đó cần ấy. Có thể là vị đó chỉ tu trong một ngày, có thể là 3 ngày, có thể 7 ngày, có thể là 1 năm, 5 năm, 10 năm, nó tùy từng người. Có người thì phải đi qua giới định tuệ, nhưng mà có người đi thẳng vào một cái tuệ quán nào đấy. Em Đức Phật có thể làm được việc đó. Đức Phật biết được cái căn tính, biết được cái ba la mật của từng người, thì là Đức Phật dạy cái pháp nào mà tu đúng theo sự hướng dẫn thì đắc đạo rất là nhanh. Cái năng lực đấy thì một vị Phật chánh đẳng giác mới có, một vị Phật chánh đẳng giác là mới có. Để sau khi Phật nhập niết bàn thì ai muốn tu vẫn phải tu một cách bổn tự, tu từ thất lên cao. Còn khi mà có Phật ra đời thì Phật chỉ giảng pháp, nghe pháp là cũng đủ để giác ngộ này. Nhưng mà sau thời Phật nhập niết bàn vẫn có nhiều vị nghe pháp mà vẫn giác ngộ được, rất nhiều. Thậm chí có những người cư sĩ người ta nói pháp mà những cái người cư sĩ khác cũng vẫn giác ngộ. Nhưng có một cái vị cư sĩ bị chứng sơ quả tự niêm, đến khi là bị gặp một người khác bị chia sẻ cái sự giác ngộ của mình cho một người khác nghe, cái người khác đấy nghe cũng vẫn chứng được sơ quả. Thì có những người thì cái tâm của họ đã thuần thục, cái sự giác ngộ đã tu nhiều kiếp quá khứ, nên bây giờ chỉ cần nghe kinh chánh pháp mà hiểu được cái giáo pháp đấy một cái là giác ngộ, chúng đã đạt quả. Cái sự kiện như vậy nó có thể xảy ra.
tâm của Đức Phật á, tâm thuần thục á, thuần thục ở đây nữa là thuần thục từng cái, thuần thục về cái gì chứ? Khi mà thuần thục có nghĩa rằng là ví dụ một người có định thuần thục, một người có tuệ thuần thục. Thuần thục nó chưa có nghĩa là đoạn trừ phiền não, mà đoạn trừ phiền não nó là thể nhập, thể nhập với chánh trí thì nó mới đoạn trừ được phiền não. Thuần thục ở đây nó mới là cái giai đoạn là chuẩn bị chín mùi, chuẩn bị nó gọi là có cái tâm thuận thứ. Okay, khi mà một người chuẩn bị giác ngộ nó có một cái tâm thuận thứ, là một cái tâm nó đã rất nhu nhuyễn, rất thuần thục, sau đó mới đến cái tâm chuyển tập, để sau đó nó mới có một cái tuệ đạo và một cái tuệ quả nó khởi lên, thì đó mới giác ngộ được. Tâm gì? Tâm thuần thục đó. Ví dụ như là một cái người ở sơ thiền mà người ta thuần thục ấy, thì người ta nhập thiền bất cứ lúc nào được, không khó khăn, không mệt mỏi, không phí sức, người ta xả thiền lúc nào được. Người ta muốn an trú thiền ở bất cứ đâu, ở chỗ đông người ta nhập thiền, ở chỗ tĩnh người ta nhập thiền được, chỗ một mình cũng nhập thiền được, chỗ đông người cũng nhập thiền được. Nhập thiền 5 phút cũng được, nhập thiền 5 tiếng cũng được, muốn như thế nào được như thế, bắt đấy gọi là thuần thục, định thuần thục. Thế nó khi mà một người có định thuần thục thì người ta có thể sử dụng được cái định đấy, người ta có thể phát triển được những cái năng lực thần thông cũng là nhờ có định thuần thục. Còn người có tuệ thuần thục cũng là cái tuệ, người ta có thể quán chiếu được cái pháp sinh diệt, người ta có thể quán thấy được danh, thấy được sắc, thấy được cái nhân duyên sinh ra danh sắc, thấy được cái sự vô thường giả tạo trên danh sắc, thấy được cái khổ, cái vô ngã, cái tan hoại, thấy được cái nhàm chán yếm đi trên cái thân năm uẩn này, đấy là tuệ thuần thục. Từ cái sự thuần thục đấy thì người ta có thể đi đến chánh trí được. Lúc nào người ta muốn thấy các pháp là vô thường khổ vô ngã thì lúc đấy tự động người ta thấy được các pháp vô thường khổ vô ngã, cho nên tâm người ta nó rất là an tịnh. Còn cái người mà có cái tâm, ví dụ một người có cái tâm từ thuần thục, bất cứ lúc nào người ta cũng khởi cái tâm từ lên, cho nên không, người ta luôn luôn đè được cái tâm sân. Cái người mà có cái thiền về quán bất tịnh thuần thục thì lúc nào người ta cũng có thể quán chiếu được mọi thứ là bất tịnh, thì người ta luôn luôn đè ném được cái tâm tham ha. Thì nó có mỗi người nó có một cái khía cạnh thuần thục khác nhau. Người thuần thục về cái này, người thuần thục về cái khác, người thuần thục về giới, người thuần thục về định, người thuần thục về tuệ, người thuần thục cả tất cả. Thuần thục nó khác còn thể nhập, thể nhập thì nó là cái trạng thái không còn bị thoái chuyển được. Còn thuần thục là một cái đỉnh cao của một cái pháp mình tu tập. Hóa độ Hoàng tộc Thích Ca. Khi mà Đức Phật du hóa ở cái đất nước Ma Kiệt Đà của Vô Tần Bà Sa Na này suốt cả một năm trời. Thế trong từ khi mà Đức Phật mới bắt đầu đi du hóa thôi thì ở quê Vô Tịnh Phạn đã nghe tin rồi và cử sứ giả đi mời 9 lần đi mà chưa có ai trở về. Và đến lần thứ 10 của U Đạt Di, ông mà đần độ nhất ra đi, ông mới nhớ được cái sứ mệnh là thỉnh Phật về. Và Đức Phật là lúc đấy cho sứ đoàn, phái đoàn là cứ về trước. Và Đức Phật vừa đi vừa du hóa và trên đường về. Khi mà Đức Phật đi về thì là bộ tộc, cả một cái họ tộc Thích Ca. Đức Phật đi cùng với một đoàn tùy tùng là 20.000 đệ thánh đệ tử trở về. Thì bộ tộc Thích Ca bắt đầu ra đó như một cái ngày hội rất là đình đình. Và vua Tịnh Phạn lệnh cho tất cả dân ở trong kinh thành đều xếp hàng ra đón Đức Phật trở về. Nhưng mà khi Đức Phật trở về quê hương ấy, thì những cái người ở quê hương người ta cũng nghĩ là ôi cái ông này chẳng biết ông tu chứng cái gì, nhưng mà ông ấy còn là cháu tôi, mà có ông mà nó còn là em con, nó còn là em tôi, con chú, con bác, nó còn gọi tôi bằng cậu, gọi tôi bằng ông, gọi tôi bằng bác, gọi tôi bằng anh, gọi tôi bằng cái đó kia.
tức là rất, những cái người người ta rất là ngã mạn, những người dân dòng tộc Thích Ca trong bộ tộc họ rất ngã mạn, cho nên là họ mới xúi tất cả những cái người đứa trẻ là này các người hãy nên mà đảnh lễ vị đấy, còn chúng ta thì ngồi sau chứ không có đảnh lễ. Thế là mấy cái người này nghĩ là mình vài bên lớn hơn, vài bên lớn hơn Phật, cho nên là không có muốn cung kính đảnh lễ Phật. Lúc đấy Đức Phật mới nghĩ là dòng tộc của ta không tôn trọng, không cung kính ta, không đảnh lễ ta, vậy ta phải làm cho cái bộ tộc kiêu mạn này giảm bớt cái tâm kiêu mạn và phải có tâm cung kính đối với một bậc giác ngộ. Và lúc đấy Đức Phật mới dùng thần thông bay lên hư không, ngồi kiết già trên hư không, tạo thành một cái con đường kinh hành bằng châu báu và đi lại trên này. Thì lúc đấy tất cả vua Tịnh Phạn cho đến những cái vị trưởng lão ở trong cái bộ tộc ấy mới đảnh lễ, và lúc đấy tất cả mọi người khác mới đảnh lễ theo. Đấy, lúc đấy mọi người bắt đầu hướng tâm phục khẩu phục. Còn lúc đầu người ta rất là ngang bướng, trên trời thì mưa xuống những cái dòng mưa cũng sắc. Và lúc đấy Đức Phật thuyết giảng những cái bài kinh độ được cho rất nhiều người ở trong cái dòng tộc này chứng đắc đạo quả. Cái lần đầu tiên giảng pháp thì vua Tịnh Phạn cũng chứng được sơ quả dự định. Thì ở trong kinh hành 3 ngày sau đó thì Đức Phật sẽ lại tiếp tục cùng với các đệ tử là đi khất thực ở bên ngoài. Này, lúc này vua Tịnh Phạn thì ông ấy rất là bất bình khi mà thấy con trai của mình là một vị thái tử mà lại đi xin ăn, đi ôm bát, đi ăn xin từng nhà. Ông cảm thấy rất là nhục. Ông làm cầm tay bảo đại con cha, này được Thế Tôn, cha có thể nuôi được tất cả chúng tỳ kheo đệ tử này, không cần phải đi ăn xin như vậy, làm nhục cho cha, làm mất mặt vua cha. Và lúc ấy Đức Phật là đây là pháp thường pháp, đây là cái thường pháp của ba đời chư Phật. Các chư Phật trong quá khứ cũng sống bằng cái hạnh khất thực, như nay ở cái hiện tại này cũng sống bằng hạnh khất thực, và những vị chánh đẳng giác ở trong đời vị nay cũng sống bằng cái hạnh khất thực. Vậy khi mà đã trở thành một vị giác ngộ, một cái người xuất gia rồi thì không còn dính dáng gì đến cái dòng tộc của tại gia nữa. Nay như nay đã theo cái dòng tộc của các vị chánh đẳng giác, tức là theo cái dòng tộc của Phật, sống cái hạnh của Phật chứ không theo cái hạnh của vương giả nữa, không còn là cái họ của không còn là trong cái họ của cái bộ tộc Thích Ca này nữa. Nên là Đức Phật vẫn cứ quyết định đi khất thực cùng với các đệ tử, đi khất thực từng nhà, đi khất thực từng nhà. Thì đây là công chúa Jasodhara. Jasodhara này khi mà Đức Phật về mà cũng không có ra chào, tất cả mọi người thì ra đón chào và đảnh lễ Đức Phật. Nhưng bà Jasodhara từ ngày mà thái tử Jasodhara đi tu thì mà sống như một người khổ hạnh, và cũng mặc y và không trang điểm, đầu tóc để tự tất tạ, sống như một người khổ hạnh và sống ẩn dật ở trong nhà, sống ẩn dật ở trong quê phòng. Và khi Đức Phật đã thành Phật về thăm hoàng cung rồi, nhưng bà vẫn không có ra. Bà bảo nếu Đức Thế Tôn biết được cái công đức của ta thì phải đến thăm ta. Và Đức Phật đã phải làm như thế. Đức Phật phải đến tận nơi, phải vào đến tận phòng và thuyết pháp, khiến cho bà Jasodhara chứng được sơ quả dự niệm. Lúc đấy bà cung kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ. Cho nên là sau này ở nhiều nơi, nhất là bên biển, bây giờ người ta còn truyền khẩu nhau cái câu là tu cái hạnh của Jasodhara, tức là Đức Phật sẽ tự tìm đến độ cho mình, chứ mình không cần phải đi tìm Phật, không cần đi tìm Phật, mà hãy cứ tu tập đi rồi Phật sẽ đến tận nơi và độ cho mình. Giống như Jasodhara có rất nhiều công đức,
Cho nên bà không cần đi tìm Phật, không cần đi đảnh lễ Phật, trong khi mọi người đi đảnh lễ Phật. Và bà cứ ngồi trong phòng, Phật tự động đến thuyết pháp và giảng pháp cho bà nghe, và bà giác ngộ được. Nên là nhiều vị nghe có cái câu à, cái sự giác ngộ của Sa Di Đà Đà, sự giác ngộ. Và hôm nay cái đấy là làm gương, mình cứ nỗ lực mà tu đi, đừng đi tìm Phật ở đâu hết. Mình có công đức thì Phật sẽ tự tìm đến để độ cho mình. Và Sa Di Đà Đà tự tin mà là mình có công đức, Phật sẽ đến độ cho mình. Và rồi bà Sa Di Đà Đà và có người con trai là Na Hồng Na. Và lúc này bà mới nói rằng bây giờ cha của con đã đi xuất gia và trở thành Phật rồi, thì vị đấy không bao giờ quay trở về sống với chúng ta nữa đâu. Mà cha con thì có rất nhiều tài sản, có rất nhiều ngai vàng, cung vàng, điện ngọc. Bây giờ con hãy đến bên cha và xin rằng cha hãy cho con thừa tự cái gia tài. Cha đi xuất gia rồi, bây giờ còn lại tất cả gia tài thì cha hãy nhường cái này cho con. Là bà này bà xui như thế, bà xui đứa con này. Cha hãy cho con thừa tự gia tài, con thừa tự gia tài. Thì Na Hầu Na lúc đấy mới có một đứa bé mới có 9 tuổi, cũng nghe theo là níu áo Đức Phật và Đức Thế Tôn. Cha hãy cho con thừa tự gia tài và được cử hãy đi theo ta, con hãy đi theo những đi theo Thế Tôn. Rồi ta sẽ cho con thừa tự gia tài pháp bảo. Thừa tự gia tài pháp bảo. Thế là Đức Phật mới đứng lên từ trong hoàng cung đi về cái tịnh xá Trúc Lâm, đi đến cái tịnh xá cũng là tịnh xá ở bên của thành Ca Tỳ Na Vệ, có cái vườn cây. Đức Phật có cái tịnh xá đấy và về đến đấy. Thế là Hầu Na cứ nghĩ là đi theo Phật là về sẽ được hưởng hết cái gia tài gì đấy, nên cứ nặng nề đi theo. Thì về đến nơi một cái Đức Phật mới sai sao Đức Phật vào ngày một kia đấy là hãy cạo đầu cho Na Hầu Na, đặt ý cho Na Hầu Na và cho xuất gia ngay trong ngày hôm đó. Và rất mọi người rất là ngạc nhiên, vua Tịnh Phạn rất là ngạc nhiên. Vua Tịnh Phạn nói rằng là khi mà Thế Tôn đi xuất gia, ta rất là đau đớn, ta rất là đau lòng, ta rất là đau khổ. Và khi Thế Tôn giác ngộ đắc đạo rồi, Đức Thế Tôn đi thuyết pháp đã khiến cho vô số người từ bỏ gia đình, từ bỏ cha mẹ, từ bỏ vợ con đi xuất gia. Và làm bậc làm cha làm mẹ ai cũng biết được cái nỗi đau khổ này. Ta thấm thía được cái nỗi đau khổ khi mà có con bỏ đi xuất gia. Cho nên ta khẩn cầu xin Đức Thế Tôn một điều, đó là từ nay bất cứ ai đi xuất gia cũng phải có một cái quy định, đó là được sự đồng ý của cha mẹ. Và Đức Phật đã chấp nhận cái đề nghị đấy, và Đức Phật chế vào trong cái giới luật, đó là một người đi xuất gia phải được sự đồng ý của cha hoặc mẹ. Cho nên cái giới luật thì bây giờ nó vẫn còn hiệu nghiệm. Bây giờ vẫn bất cứ ai mà đi xuất gia, nếu bao giờ đến cái vị thầy cũng hỏi thế cha mẹ có đồng ý không, nếu cha mẹ không đồng ý thì phải về thuyết phục cha mẹ đồng ý thì mới cho đi xuất gia, còn cha mẹ không đồng ý thì phải tùy duyên. Thì thường thường là phải trốn đi. Và lúc đấy là Na Hầu Na đi xuất gia và trở thành một cái vị sa di đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật, tức là một cái người xuất gia trẻ tuổi đầu tiên. Và phải trong giáo pháp của Đức Phật là một vị phải 20 tuổi trở nên mới được vào trong tăng đoàn. Na Hầu Na thì mới có 9 tuổi và phải làm sa di 11 năm sau đủ 20 tuổi mới được thọ tỳ kheo được. Thì lúc đấy vua Tịnh Phạn nghĩ rằng là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia rồi thì sau này Nanda hoặc là Na Hầu Na, Nanda là em trai của Đức Phật, Na Hầu Na là con trai của Đức Phật, một trong hai vị này lớn lên sẽ kế vị làm vua. Và chắc chắn là Na Hầu Na thì sẽ nên làm vua, thì cái khả năng đấy sẽ cao hơn. Nhưng mà Na Hầu Na đi xuất gia rồi thì còn lại Nanda. Nhưng mà sau này Nanda được Đức Phật dẫn đi tu tiếp,
Thì đây là hóa độ cho Nam Đa. Thì cái lúc mà Nam Hậu Na cũng đi xuất gia rồi thì vua Thịnh Phạm cũng đã lớn tuổi. Và lúc đấy vua Thịnh Phạm là thôi bây giờ còn một đứa con trai thứ hai là con của vua Thịnh Phạm với lại hoàng hậu Mahapachapati, tức là Mahapasavade là Nanda này. Thì mà bà Mahapasavade thì là em gái của hoàng hậu Mansa. Vậy thì cùng với Đức Phật là hai anh em cùng cha nhưng khác mẹ, nhưng mà hai bà mẹ cũng là hai chị em gái. Cho nên là cái tình anh em nó rất là ruột thịt, rất là gắn bó thân thiết. Và cái hôm đấy thì vua Thịnh Phạm mới cử hành hôn lễ cho Nanda với một cô gái cũng trong cái dòng tộc Thích Ca này, cũng là một cái cô em gái họ xa này. Và cũng cái ngày hôm đấy kết hôn xong rồi sẽ đăng quang để làm vua, cho nên làm vua. Thì hôm đấy Đức Phật đến nhà Nanda để phật thực. Khi mà Nanda thấy Đức Phật đến, một cái rất là cung kính, Đức Phật cũng chạy ra ôm lấy bình bát của Phật. Khi mà Nanda ôm bình bát vào để lấy thức ăn vào trong bát để mình đưa ra cho Phật, nhưng mà Đức Phật không có cầm, và Đức Phật cứ nặng nề đi, nên Nanda cứ phải đi theo, cứ vì cái lòng cung kính Đức Phật cho nên cứ ôm bình bát đi theo, nên Đức Phật về thẳng tịnh xá. Bắt đầu khi mà Đức Phật về tịnh xá, Đức Phật mới quay sang Đức Phật: này Nanda, em có đi xuất gia không? Nanda trong lòng thì không muốn, vì lúc đấy là hôm đấy là ngày cưới vợ, nhưng mà nể anh quá, gật đầu một cái thì Đức Phật sai người cạo đầu luôn, cạo đầu và đắc y ngay lập tức. Thì ông Nanda này, ông tu nhưng mà tâm không có tu, thân tu mà tâm không tu, nghĩ là hôm nào đó Phật đi vắng mình sẽ trốn về. Thế là cứ hàng ngày Phật cứ đi khất thực. Thì sai Nanda là em hãy ở nhà múc nước đổ đầy vào trong chung mà để ta đi khất thực về cùng ăn. Thế Đức Phật cứ đi khất thực, ông ở nhà múc nước lấy bình bát múc đổ vào chung, nhưng mà làm sao múc hoài nó không đầy, phải sao thôi, bình thường mà múc đầy thì chẳng biết đến bao giờ, bắt đầu bỏ đây trốn về. Thì Đức Phật biết trước hết, cho nên là Đức Phật cứ cái lúc mà Nanda này đang trốn ra giữa đường thì Đức Phật lại trên đường khất thực đi ngược trở về. Trong xa xa thấy Phật về cái nhanh chóng chạy về tịnh xá múc nước như cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ba lần như thế vậy, lần nào cũng cứ đang múc nước thời gian định bỏ trốn về, thì ba lần Đức Phật đều đón đầu như thế mà không thể nào về được, trong lòng rất là bất mãn. Thế là một hôm Đức Phật mà cũng lại ta phải hóa độ Nanda này, nên Đức Phật dùng thần thông mà Nanda hãy đi dạo chơi các cõi trời với ta. Nên là dùng thần thông bay lên trên đỉnh núi tuyết, đi được một đoạn nhìn thấy một cái cánh rừng nó cháy, có một con khỉ đang ngồi trên cây, và cái con khỉ lúc ấy nó bị cháy trụi hết lông, vừa nó đã cháy, cháy trụi lông, da rốn của nó đang bị cháy, cho nên nó sần sùi nhăn nhó, trông rất là ghê gớm, máu mủ nó đang rất nẻ. Nên là Đức Phật bảo là Nanda, em hãy nhìn kỹ cái con khỉ kia, nhìn thật kỹ chăm chú mà xem, vật được Nanda bảo chiếc trông nó xấu xí ghê gớm thế, kỹ năng cái gì. Thì Đức Phật đi dẫn đi lên cõi trời, và đây là các nàng tiên, đây các nàng tiên ở trên trời đang múa hát này. Nàng mới hỏi Nanda là: này Nanda, thấy các nàng tiên thì có xinh không? Thì Nanda bảo: quá xinh. Và là thế, so sánh mấy nàng này với lại cái cô vợ ở nhà ấy, thì ai xinh hơn? Thì lúc đấy Nanda nó bảo là: bây giờ trong mắt em thì cái cô vợ đấy giống như con khỉ này, còn mấy nàng này mới là xinh. Đấy, nếu mà so sánh mấy nàng tiên này thì cũng chẳng khác gì đưa một cô hoa hậu mà so sánh với con khỉ này, cái con khỉ già kẻ bún này. Và lúc đấy bắt đầu cái tâm thương nhớ cái cô vợ kia tan hết, và bắt đầu quay sang thương nhớ mấy cô tiên này. Thế là Đức Phật lúc đấy đưa bảo: đấy, em có muốn chung sống với các cô tiên này không? Nàng đang gật đầu: có. Và ta nếu mà chịu tu theo giáo pháp của ta, sau này em sẽ có 500 cô đấy. Thế là Nanda bảo là: Thế Tôn có nói thật không? Nếu được thật như vậy thì em sẽ hết lòng tu hành, không bao giờ trốn về nhà nữa. Đức Phật bảo: ta đảm bảo, ta hứa chắc chắn ông sẽ được như vậy. Và Nanda rất là thích, và thế thì chúng ta hãy về ngay, em sẽ dốc sức tu hành từ giây phút này.
với một cái mong muốn là hãy nên cái cõi tiên để càng sớm càng tốt. Thế mà khi mà Nanda đã trở về từ ngày đấy mà đi tu hành rất là tinh tấn, rất là cẩn mật, rất chuyên cần, không bao giờ còn nhớ nghĩ gì đến cái chuyện ở nhà, chuyện làm vua hay là chuyện cưới vợ, là quên hết luôn, lúc nào tư tưởng đến mấy cô tiên. Và lúc đấy thì cái tin mà Nanda tu hành về sau này sinh về thiên giới với các cô tiên nó được lan truyền ra các vị tỳ kheo. Lúc đấy các vị tỳ kheo mới đồn nhau Nanda đang tu để sau này lên tiên giới, và mọi người thường hay gièm pha chê trách Nanda giống như là đang đi làm để lĩnh lương, đi làm để được một cái phần thưởng. Cái đấy nó cái pháp ấy nó rất là không có cao thượng. Và lúc bên Nanda bắt đầu hổ thẹn, xấu hổ. Lúc đấy ông ấy không có cái tâm là cầu được sinh thiên nữa, mà bắt đầu chuyên tâm là cầu đạt niết bàn. Và nỗ lực tu hành một thời gian xong chứng quả A-la-hán, Nanda chứng quả A-la-hán. Lúc đấy mới tìm đến gặp Đức Phật, thì nói rằng hôm nay em còn đến để xin hóa giải cái lời hứa của Đức Thế Tôn. Và trước kia Đức Thế Tôn đã hứa là cho con chung sống 500 ngàn tiên, thì bây giờ con xin hóa giải thì con đã giác ngộ chân lý. Thì Đức Thế Tôn bảo sự giác ngộ của ông đã hóa giải cái lời hứa đến của ta. Chúng ta bắt đầu tu hành. Thì Đức Phật có một cái sự xả bỏ, bản thân mình xả bỏ cái nai vàng. Và người con của mình thì muốn thừa hưởng, và Đức Phật cũng nôi đi, không cho thừa hưởng. Người em trai của mình thì muốn thừa hưởng, Đức Phật cũng nôi đi, không cho thừa hưởng. Bởi vì Đức Phật biết được rằng cái sự cao quý nhất là cái đời sống giải thoát, chứ không phải là cái đời sống dục lạc tầm thường ở thế gian.